bà chủ là một me tây đủ cung cách, nghĩa là bà cũng có một đôi má chảy, một cái mồm đỏ, một hòm khăn trầu áo ngự, và một thằng bếp đẹp trai. Bà lại còn có cái kèn hát chạy điện, cả ngày vô tình làm phúc cho hàng xóm được nghe nhờ, từ điệu nhảy đầm đến bài niệm Phật. Bà đã ngoại tứ tuần, mà xuân sắc chưa hề giảm bớt. Vì nhờ có đôi giày cao gót, bà hãy còn đủ cả đằng trước lẫn đằng sau. Tuy vậy, từ ngày quan chủ về quý quốc, không sang nữa, thì bà nhất định cấm cung Messi cả đánh chắn và đi xem chiêu bóng. Bà thay hai thứ tiêu khiển ấy bằng quyền chuyện và kết kèn hát. Vậy nên bà bảo thế mới biết tây người ta nói phú quý sinh chữ nghĩa là phải. Chẳng giấu gì ông, từ ngày đánh bạn với quan nhà tôi, tôi mới được học. Thành ra bây giờ sách tây, sách tàu, tôi đã được xem qua. Nhưng tôi suy nghĩ không quyền nào có giá trị bằng bộ la thông tảo bắc. Rồi bà móc trong tủ chè lấy ra một chồng sách. Hay nói cho đúng, một vật làm bằng giấy, có trộn lần mùi mồ hôi và phấn hồng. Bà đóng kín những năm còn lại vào một gian nhà có chấn song sắt, có chuông bấm và có cổng hậu. Cả phố, ai cũng phục bà là người chân tu, vì người ngày rằm, mồng một, bà đi lễ, đố ai còn gặp mặt bà ở đường. Những người biết rõ bà, thì lại khen cách khác, thực là đàn bà hiếm có, quảng giao mà tháo vát đủ việc bà đã bảo lập cái điện ngay trên gác nhà bà, nhất là thời thường, dằm bảy ông Tây, bà đầm đến dự tiệc khi về, ai cũng tươi cười, bắt tay, cảm ơn bà rất vui vẻ một người như thế, ai chẳng kính nể. Thế mà một buổi sáng về mùa đông, người ta thấy hàng phố súng đông đỏ trước nhà bà, kiễng chân, há mồm, cố dòm vào. Ông đội xếp vút lia lịa, thì ra bà bị mẻ trộn to, mới hồi 5 giờ rưỡi. Cảnh sát mật thám tức tốc tới nơi, nhưng quân gian chỉ còn để lại có sự mất tiền. Các nhà chuyên trách khám xong, bước một chân lên ô tô, còn quay lại an ủi, bà cứ yên tâm. Việc ai, chứ việc bà, thì chúng tôi xin cam đoan trong một tuần lễ sẽ bắt được thủ phạm. Rồi bà muốn trị tội nó bao nhiêu năm, quan tòa cũng chịu ý, bà cảm ơn bằng một nụ cười héo hắt, xanh nhợt hàm tiếu trên cặp môi chưa kịp bôi sáp. Ai thấy bà lúc ấy mà chả ái ngại nhất là bao nhiêu sự lo lắng, sự sợ hãi lộ cả trên bộ mặt trần truồng thì đến những quả tim sắt đá cũng phải rung truyền. Bà đã tưởng mang những đức tính hiền hòa, thờ chồng trong khi xa vắng để mà mua chuộc lòng người cho số bạc trong tú kết được yên nghỉ. Ai ngờ nghĩ một đằng, đi một nẻo, bà mới biết lời quan ông thường nói khi trước là chi lý, giống An Nam là giống nói dối và ăn cắp. Mày không nên tin ai, nhất là đối với những kẻ đầy tớ, càng nên cẩn thận. Vì thế, đến buổi trưa, mấy chức vụ đến xích tay một sốc người An Nam, thẳng ở, con đòi. Tuốt, tuốt, một chuỗi phóng viên trực sẵn ở cửa, nhìn bọn kia bị bắt bằng con mắt khinh bỉ, tì hí trong cặp kính trắng có lẽ là cận thị. Vì không được phỏng vấn bà, bọn ấy đành chịu điều tra, cốc nhặt đó đầy một vài tin tức, rồi lên mặt ông quan tòa cao đoán, và nhà từ thiện cao tay theo thói quen, họ viết một bài bốn cột mà văn chương có giá trị hơn sự thực cuối bài độc giả còn được tráng miệng bằng đoạn buộc tội và đoạn luân lý thết không một người đàn bà phúc hậu hiền từ như cụ chu mà bị mất trộm thì ai không ái ngại và tức cho bọn đầy tớ bất lương đồng đảng với kẻ gian phi một lẽ các cửa ngõ nhà đều đóng kín nguyên duy có số bạc hơn một nghìn và chiếc nhẫn kim cương trong nhà không cánh mà bay cũng đủ để khép lũ ông sống trong tay áo vào tội nặng được ôi tiện đây xin nhắn nhủ bà con thành phố ta từ nay con nuôi người nhà đầy tớ thì nên xem xét tông tích cho cẩn thận nhưng chẳng bao lâu thủ phạm và đồng phạm sẽ cùng nhau đọc kinh sám hối trong nhà pha lưới pháp luật chẳng để thoát bao giờ chính thế lưới pháp luật có hở mắt đâu nên bọn phạm tội biết lách chỗ nào mà ra khỏi cho đến người lương thiện lỡ xa phải cũng khó lòng lọt được nữa là bọn đầy tớ cố mình cổ giải môi để kêu oan song ai dạy gì mà tin chúng hễ chính thủ phạm bị bắt, thì sẽ biết trắng đen. Trong khi đợi thuyền trải trăng lưới kéo lưới, thì chúng cứ việc chịu khó nằm yên trong buồng dịp. Ba tháng đã qua, màn bí mật vẫn đóng kín, lấp những việc tà khuất bên trong. Còn mắt những nhà trinh thám vẫn mãi mãi trên cỗ tổ tôm hoặc trên các mặt phản, nhưng cũng không đủ sức để non thấu. Vì rằng muốn mở chiếc màn đó, chẳng nên hấp tấp cứ từ từ kiếm lấy cái chìa khóa, khe khẽ cho vào ổ, rồi vặn chỉ một chốc là trong bóng tối trên thảm nhung ta im lặng mà xem sự thực bày ra trước mắt nhưng cái thìa khóa quý hóa kia kiếm đâu ra có người thì thào nó ở trong túi bà ấy bà có quyền dùng nó như dùng cái thìa khóa kết của bà nhưng nào bà có hơ hênh mà dùng đến nó vì trước cái buổi sáng nặng nề mùa đông kia bà có khách một ông khách người ỷ làng bà bảo thế trẻ tuổi vạm vỡ mặc quần áo tây được bà tiếp đón rất long trọng trong nhà đèn lửa sáng choang kẻ hầu người hạ tha hồ mà bận rộn mà lập công mà ăn bớt mà ăn vụng và phải mắng chả mấy khi tù ích phê mở cửa bao tiền mở miệng tội gì chẳng hưởng chút thừa thải của bữa tiệc vui mừng chủ khách trò chuyện nói cười ở nhà trên thì ở nhà dưới câu trao đi lời đáp lại cũng chẳng kém chín giờ hơi men đã nồng tình viên lý tha hương ngộ cố chi như một cây dây kéo hai chiếc ghế đối diện sang một phía. tiếng nói khẽ dần, hai đầu phải trâu vào nhau mới đúng nghe thấy. mười giờ, cuộc rượu đã tàn, dây thân ái thắt chặt thêm một vòng, kéo cá một chân khách lên đùi già nỗ của chủ. tiếng nói không thấy nữa, nhưng bôn mắt nhìn nhau, sự im lặng còn nói nhiều gấp mấy. mười một giờ, ngọn đèn mờ tỏ, gió động bức màn tuyến. chủ khách bấy lâu khát khao gặp mặt, chẳng lẽ bỏ phí thì giờ? mà cái dây kia cứ thít mãi, cứ thít mãi, thì chẳng mấy chốc, giữa cái lặng lẽ thiêng liêng của ban đêm, hai tấm thân một già một trẻ, lẫn lộn với nhau như một. Con chuột rúc, con mối chép môi, chúng cũng muốn hưởng cái thú vị của bóng tối, nhà dưới, vú già, anh bếp, thằng xê, con sen, hồn thơ lai láng, to nhỏ câu chuyện mùi xoa lụa, thắt lưng sồi. Rồi, khoảng đêm trường như miếng vải đen, đậy kín lấy từng ấy phiến thịt nghề đời, tức nước thường vỡ bờ, hay nói nôm, cái dây bền đến đâu, bị co lắm cũng phải đứt, cho đến cái dây mạnh mẽ, vô hình, buộc những người trong nhà bà chủ, đôi một vào nhau, đến 5 giờ sáng cũng phải đứt vượt. Thằng xe mở mắt, con sen đã biến đâu rồi, anh bếp choàng tỉnh, vú già chẳng thấy đây nữa, bà chủ tỉnh giấc mơ màng, chỉ thấy mình trên đệm mà cạnh mình, họa trăng còn lại vết trũng, ghi tích của một xác thịt nằm bên như ngày thường bà đưa mắt nhìn ra tủ két thì trao ôi bà thấy nó ha hốc mồm ra hãy còn tỏ vẻ ngạc nhiên vì không phải bàn tay quen mở nó tính bà điềm đạm chẳng là ó om sòm chỉ lẳng lặng lên sở mật tháng xin người đến làm biên bản một vụ trộm quan trọng chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa